Vẻ đẹp tự nhiên xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, cây tầm bóp là một loại cây mọc hoang ở các bờ ruộng, bãi cỏ, đất trống trên khắp đất nước ta, đặc biệt là ở các vùng quê. Nó được xem là một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền, nhờ vào công dụng chữa trị bệnh tiểu đường và một số bệnh ung thư. Những bài thuốc điều trị bệnh tiểu đường từ loài cây này đều rất đơn giản và dễ thực hiện. Do đó, để hiểu về bài thuốc này thì xin mời quý vị cùng tham khảo nội dung sau đây. Tiểu đường khỏi tịt, hết sạch biến chứng sau 15 ngày nhờ sử dụng cây thuốc nam này. Tầm bóp không chỉ là một loại rau để ăn mà còn có công dụng chữa bệnh tiểu đường rất tốt. Theo đông y, cây tầm bóp có vị đắng nhưng tính mát và không độc. Trong cây tầm bóp gồm một lượng lớn chất đạm, chất béo, vitamin C, khoáng chất và chất xơ. Mà đây đều là những thành phần dinh dưỡng vô cùng cần thiết cho cơ thể. Vậy nên người ta thường dùng loại cây này để điều trị thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, cảm sốt, ho và tiêu đờm. Đối với người bệnh tiểu đường, cây tầm bóp đặc biệt có tác dụng trong điều trị bệnh, bởi trong rễ và thân cây có chứa một số thành phần hoạt chất giúp hạ đường huyết. Đã có nhiều người thử nghiệm bài thuốc chữa tiểu đường từ cây tầm bóp và đem lại hiệu quả tốt. Do đó quý vị có thể tham khảo qua những bài thuốc dưới đây. 1. Món ăn từ tầm bóp, tim heo và chu sa. Chuẩn bị: lá và ngọn tầm bóp 50g, tim heo 1 quả, chu sa 1 gram. Cách chế biến: rửa sạch lá và ngọn tầm bóp với nước muối, rồi để một lúc cho ráo. Sau đó làm sạch tim heo và thái nhỏ thành những miếng vừa ăn. Cuối cùng cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước và nấu đến khi nhừ. Tắt bếp, nêm nếm gia vị cho vừa ăn, rồi múc ra tô để thưởng thức. Cách sử dụng: quý vị có thể ăn cả nước lẫn cái, hoặc chắt nước riêng để uống. Đây là bài thuốc từ cây tầm bóp chữa bệnh tiểu đường, được nhiều người áp dụng để làm giảm đường huyết trong máu. Thường thì sau 5-7 lần ăn, quý vị sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. 2. Pha trà từ cây tầm bóp khô. Chuẩn bị: cây tầm bóp khô 10g, nước sôi 150ml, ấm trà. Cách làm: cho tầm bóp khô vào ấm trà rồi đổ nước sôi vào để tráng qua. Lắc đều ấm, đổ nước đi rồi cho nước sôi vào pha. Đợi 5-7 phút cho trà ngấm rồi thưởng thức. Cách sử dụng: quý vị có thể pha trà vào mỗi sáng để nhâm nhi. Trà từ cây tầm bóp giúp mát gan, giải độc, hỗ trợ điều trị gút và tiểu đường. 3. Sắc nước uống từ rễ cây tầm bóp. Chuẩn bị: rễ tầm bóp 40g, nước sạch 1,5 lít, ấm sắc thuốc. Cách làm: rửa thật sạch rễ tầm bóp với nước muối, để một lúc cho ráo rồi cắt khúc. Sau đó cho phần rễ vào ấm sắc thuốc cùng 1,5 lít nước rồi đun sôi. Hãy để nhỏ lửa trong vòng khoảng 20 phút rồi tắt bếp. Cách sử dụng: chia phần nước đã sắc làm 3 lần uống trên ngày và uống trước khi ăn khoảng 30 phút. Quý vị nên uống loại nước này đều đặn trong khoảng 1 tháng để bệnh tiểu đường chuyển biến tích cực. Lưu ý khi sử dụng cây tầm bóp: mặc dù cây tầm bóp chữa bệnh tiểu đường là rất tốt, nhưng quý vị vẫn cần lưu ý những điểm sau khi sử dụng loại cây này. Cần kết hợp sử dụng cây tầm bóp để điều trị tiểu đường với một chế độ ăn uống và lối sống sinh hoạt hợp lý. Đầu tiên là uống đủ 1,5 đến 2 lít nước một ngày để thúc đẩy quá trình đào thải axit uric và các độc tố khác trong cơ thể. Tiếp đến là ăn nhiều rau xanh, trái cây ít đường để tăng cường chất xơ và bổ sung vitamin. Đặc biệt chú ý tránh các thức ăn nhiều đạm, nhiều dầu mỡ. Cuối cùng là thường xuyên vận động, tập luyện thể dục thể thao đều đặn, giữ một cơ thể cân đối. Mặc dù trong loại cây này có một số thành phần có thể giúp người bệnh đái tháo đường hạ đường huyết, bởi vậy quý vị không nên lạm dụng bất kỳ bài thuốc nào hay món ăn nào từ cây tầm bóp để chữa bệnh tiểu đường. Cách tốt nhất là hãy thăm khám và điều trị theo đúng lộ trình bác sĩ đã đề ra. Bệnh tiểu đường là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, vì thế người bệnh phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc ăn uống. Người bệnh tiểu đường nên ăn gì để ngăn chặn bệnh diễn biến phức tạp hơn? Đồng thời, việc điều trị cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. 1. Ăn các loại rau xanh, hoa quả giàu chất xơ. Người bệnh tiểu đường nên ăn rau nhiều hơn trong thực đơn của mình, thông qua các cách chế biến đơn giản như ăn sống, hấp, luộc hay rau trộn. Không nên sử dụng nhiều loại sốt có chất béo. Các loại rau xanh và trái cây tươi là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, chứa các vitamin và khoáng chất tự nhiên. Đồng thời, chúng còn chứa các hàm lượng chất chống oxy hóa, giúp tăng cường và thúc đẩy các hệ thống miễn dịch. Các thực phẩm này có chứa hàm lượng chất carbon hydrate và calo thấp. Các loại rau củ như mù tạt xanh, củ cải, cải xoăn, bông cải xanh, rau bina, trái cây tươi như cam, quýt, táo, bưởi
cung cấp rất nhiều vitamin, chất xơ tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Không nên chế biến thêm bằng cách cho thêm kem hay sữa. Hạn chế ăn các loại hoa quả chín ngọt như sầu riêng, hồng chín, xoài chín. Tỷ lệ giữa các thành phần sinh năng lượng trong bữa ăn hàng ngày của người bệnh tiểu đường. Protein. Lượng protein nên đạt 1 đến 1,2g trên 1kg trên một ngày đối với người lớn. Tức là tỷ lệ này nên đạt tương đương 15 đến 20% năng lượng khẩu phần. Lipid. Tỷ lệ chất béo nên là 25% tổng số năng lượng khẩu phần, không nên vượt quá 30%. Hạn chế các axit béo bão hòa. Điều này giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Glucid. Tỷ lệ năng lượng do glucid cung cấp nên đạt từ 50 đến 60% tổng số năng lượng khẩu phần của người bệnh. Nên chọn lựa loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như gạo lứt, bánh mì đen, yến mạch, các loại đậu nguyên hạt. 2. Các thực phẩm chứa tinh bột lành mạnh. Nhóm đường bột, ngũ cốc nguyên hạt, đậu đỗ, gạo còn vỏ cám, rau củ được chế biến bằng cách hấp, luộc, nướng, hạn chế tối đa rán, xào. Các loại củ như khoai sắn cũng cung cấp khá nhiều tinh bột. Khi sử dụng khoai sắn thì người bệnh tiểu đường cần phải giảm ăn cơm hoặc cắt cơm. Những người mắc bệnh đái tháo đường phải đặt mục tiêu giảm thiểu tối đa các loại thức ăn chứa nhiều đường bột. Thay vào đó, người bệnh nên dùng các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, khoai lang thay cho khoai tây. 3. Hạn chế chất đạm, dùng chất béo tốt. Không nên dùng nhiều các loại thịt đỏ, nội tạng của động vật, lòng đỏ trứng gà. Nên bổ sung các loại chất đạm từ thực vật như các loại đậu, đậu hũ, ăn cá thay cho các loại thịt. Ngoài ra, người bệnh nếu có điều kiện có thể dùng thêm sữa tách béo dành cho người bệnh tiểu đường. Lưu ý tuyệt đối không thêm đường vào các loại sữa tách béo. Nhóm chất béo đường. Các thực phẩm có chất béo không bão hòa được ưu tiên trong chế độ ăn của người bệnh. Người bệnh tiểu đường có thể sử dụng dầu đậu nành, vừng, dầu cá, mỡ cá hay dầu ô liu. Nguồn chất béo có bên trong quả bơ, quả hồ đào, hạnh nhân, quả óc chó, dầu đậu phộng, dầu ô liu sẽ giúp ích cho việc giảm nồng độ cholesterol trong máu. Người bệnh tiểu đường nên sử dụng chúng thay thế cho chất béo có nguồn gốc từ động vật. Tuy nhiên, với dầu ô liu thì nên chú ý sử dụng ở nhiệt độ thường, không nên chế biến trong nền nhiệt độ cao. Bởi ở nền nhiệt độ cao thì chúng có thể sinh thêm nhiều chất độc hại cho cơ thể. 4. Nên ăn cá ít nhất 2 lần trong tuần. Người bệnh tiểu đường nên ăn cá, thịt nạc, thịt da cầm bỏ da, thịt lọc bỏ mỡ, các loại đậu đỗ. Các loại thực phẩm này tốt nhất là được chế biến đơn giản như hấp, luộc, áp chảo nhằm loại bớt mỡ. Cá là một trong những nguồn cung cấp chất béo và chất đạm rất tốt cho cơ thể, có thể thay thế cho thịt. Đặc biệt là các loại cá biển như cá mòi chứa nhiều axit béo và omega 3, vừa có lợi cho sức khỏe tim mạch. Các loại cá này rất tốt cho bệnh đái tháo đường. Lưu ý chúng ta chỉ nên ăn cá dưới dạng hấp, nấu, không nên ăn cá chiên, rán. 5. Uống thảo mộc và các loại thức uống khác. Để gia tăng sự hấp dẫn và hương vị của món ăn, tránh sự nhàm chán khi phải ăn kiêng, người bệnh tiểu đường có thể thêm các loại gia vị thảo mộc trong khi chế biến. Một vài loại thảo mộc có thể kể đến như quế, chanh, tỏi, ớt, gừng, rau thơm sẽ giúp cho hương vị của món ăn trở nên đậm đà và hấp dẫn. Ngoài ra, đối với các thức uống cho người bệnh tiểu đường thì bạn chỉ nên sử dụng một số loại như trà, cà phê, các loại trà thảo mộc, nước suối không đường, nước ép trái cây nguyên chất. Quy tắc trong ăn uống đối với người bệnh tiểu đường. Người bệnh tiểu đường nên ăn gì và không nên ăn gì, cần tuân thủ theo sự tư vấn chỉ định nhất định của bác sĩ. Bên cạnh đó cần biết và nắm rõ các nguyên tắc để tránh đường huyết tăng, nhằm ngăn chặn và làm chậm các biến chứng của bệnh tiểu đường, như chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa trong ngày để tránh tình trạng đường huyết tăng đột ngột. Cần chú ý giờ giấc để các bữa không quá cách xa nhau, khiến cơ thể bị đói. Nếu có thể trễ giờ ăn so với bình thường, bạn có thể ăn trước một khẩu phần nhỏ trước khi ăn bữa chính với mọi người. Không nên thay đổi quá nhanh và quá nhiều cơ cấu và khối lượng trong các bữa ăn hàng ngày. Khi ăn nên nhai kỹ, nuốt chậm để tránh cảm giác no tới và rời bàn ăn ngay. Cần vận động sau khi ăn, tránh nằm, ngồi một chỗ sau ăn. Dành thời gian tập luyện thể dục thể thao để đảm bảo sức khỏe, hỗ trợ điều trị. Vâng thưa quý vị, trên đây là những thông tin và kiến thức về sức khỏe của bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã chia sẻ tới quý vị về bài thuốc và cách sử dụng cây tầm bóp chữa bệnh tiểu đường hiệu quả. Hy vọng qua đoạn video vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại!